Từ 8 giờ ngày 17 tháng 7, thí sinh có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024. Hiện nay, có rất nhiều cách để bạn có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 của mình được dễ dàng và nhanh chóng. 1. Cách tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2024 qua hệ thống của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Để tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, thí sinh xem trên website kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông của Bộ Giáo dục và Đào tạo theo các bước sau. Bước 1, thí sinh truy cập vào trang web Bộ Giáo dục và Đào tạo. Bước 2, mục tên đăng nhập, thí sinh sẽ nhập số chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc mã định danh của mình. Sau đó nhập mật khẩu được cấp khi đăng ký dự thi để đăng nhập vào hệ thống của thí sinh. 2. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2024 qua các trang thông tin, trang báo. Bước 1, truy cập vào trang web của các trang thông tin, báo chí về việc xem điểm thi trung học phổ thông quốc gia và làm theo hướng dẫn. Bước 2, thí sinh tiến hành nhập thông tin số báo danh, mã xác nhận và bấm tra cứu để tiến hành tra cứu điểm thi của mình. 3. Tra cứu điểm thi 2024 tại cổng thông tin kỳ thi trung học phổ thông quốc gia. Cách này sẽ giúp bạn có thể tra cứu điểm thi trung học phổ thông quốc gia 2024 bằng số báo danh tra cứu điểm thi trung học phổ thông quốc gia 2024 theo tên. 4. Xem điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 qua trang thông tin thí sinh của từng tỉnh thành. Để giảm tải lượng thí sinh và phụ huynh truy cập vào website bộ quá lớn, mỗi tỉnh thành hiện nay cũng sẽ có một trang web riêng để các thí sinh có thể tham khảo. 5. Tra cứu điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông quốc gia 2024 qua Zalo. Tại ứng dụng Zalo, thường thì mỗi tỉnh sẽ có một tài khoản OA riêng. Vào thời điểm cả nước cùng tìm tra cứu điểm thi trung học phổ thông, Zalo OA của mỗi tỉnh cũng sẽ cập nhật tính năng tra cứu điểm thi trung học phổ thông quốc gia 2024. Theo quy định tại khoản 1 điều 33 quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm thông tư 15/2020/TT-BGDT thì sau khi có điểm thi, mọi thí sinh đều có quyền được phúc khảo bài thi. Thí sinh nộp đơn phúc khảo tại nơi đăng ký dự thi. Theo kế hoạch chuẩn bị tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 tại phụ lục 1 kèm theo công văn 1277/BGDT-QLCL ngày 22 tháng 3 năm 2024 có nêu rõ thời gian công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 sẽ vào lúc 8 giờ ngày 17 tháng 7 năm 2024, chậm nhất vào ngày 12 tháng 8 năm 2024, thí sinh có đơn thi xin phúc khảo sẽ được xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông. Bắt đầu từ ngày 17 tháng 7 đến hết ngày 26 tháng 7 sẽ nhận đơn phúc khảo và lập danh sách phúc khảo. Thí sinh được đăng ký điều chỉnh bổ sung nguyện vọng xét tuyển không giới hạn số lần trước 17 giờ ngày 30 tháng 7. Thời gian thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng theo công văn 1957/BGDT-GDH năm 2024 là từ 18 tháng 7 đến 17 giờ ngày 30 tháng 7 năm 2024. Đồng thời, từ ngày 31 tháng 7 đến 17 giờ ngày 6 tháng 8 năm 2024, thí sinh phải nộp lệ phí xét tuyển theo số lượng nguyện vọng xét tuyển bằng hình thức trực tuyến theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống trước ngày 28 tháng 8 năm 2024. Sau khi đã có sự điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh sẽ có một khoảng thời gian để nghỉ ngơi và chờ đợi thông tin về điểm chuẩn ngành học của các trường đại học. Thời gian chậm nhất là 17 giờ ngày 19 tháng 8 năm 2024, các trường đại học cao đẳng sẽ công bố điểm chuẩn và kết quả xét tuyển đợt 1. Do đó, các thí sinh nếu như trúng tuyển phải xác nhận nhập học trên hệ thống trước ngày 28 tháng 8 năm 2024. Đối với các thí sinh thuộc diện tuyển thẳng, việc xác nhận trên hệ thống cũng là một yêu cầu bắt buộc. Nếu như không xác nhận, có thể thí sinh sẽ bỏ lỡ cơ hội học tập từ trường đại học đó. Sau khi xác nhận, các thí sinh sẽ không được xét thêm các nguyện vọng phía sau, trừ trường hợp đại học cho phép không nhập học. Thời gian cho các thí sinh xét tuyển thẳng từ ngày 22 tháng 7 năm 2024 đến 17 giờ ngày 31 tháng 7 năm 2024. Năm 2025 là kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông đầu tiên của thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Theo đó, từ năm 2025, những học sinh chưa đỗ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024 và những năm trước đó sẽ được tổ chức thi tốt nghiệp đúng nội dung chương trình giáo dục phổ thông đã được học, theo tinh thần đảm bảo đầy đủ quyền lợi của học sinh. Đề thi tốt nghiệp trung học phổ thông cho các em trượt tốt nghiệp năm 2024 thi lại vào năm 2025 sẽ khác với đề thi cho học sinh lớp 12 năm học 2024-2025 thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2025.
việc xem xét tham khảo phổ điểm một số tổ hợp xét tuyển đại học truyền thống như A00, A01, B00, C00, D00 các năm gần nhất có thể giúp thí sinh có góc nhận định khách quan, thay đổi nguyện vọng phù hợp, tăng khả năng đỗ đại học. Phổ điểm là nguồn thông tin hữu ích cho các thí sinh có thể tham khảo và cân nhắc khi quyết định đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào đại học cao đẳng. Thí sinh cần quan tâm đến tỷ lệ thí sinh đạt mức điểm nhất định so với tổng số nguyện vọng đăng ký. Phổ điểm của các khối thi cũng sẽ phản ánh tình hình xét tuyển tại trường đại học có xét khối thi đó. Nếu số lượng thí sinh đạt mức điểm nhất định ở các khối xét tuyển, nhiều trường tuyển khối thi sẽ có xu hướng tuyển đủ số lượng thí sinh đạt điểm cao. Và các thí sinh ít hơn số điểm nhất định đó sẽ ít có cơ hội để đăng ký vào các trường đại học xét tuyển khối đó, nên xem xét để lựa chọn các trường khác phù hợp với năng lực hơn. Ví dụ, nếu phổ điểm các khối A, A1 có phổ điểm đa phần ở mức trên 15 điểm, thì các trường tuyển khối A và A1 sẽ có đủ số lượng thí sinh đạt trên 15 điểm. Do đó, những thí sinh đạt 14 điểm hoặc 14,5 điểm ít có cơ hội để đăng ký vào đại học, nên tính đến việc lựa chọn các trường cao đẳng phù hợp với năng lực sở trường. Nếu phổ điểm khối D có phổ điểm thấp hơn mức 15 điểm tương đối lớn, thì các thí sinh đạt 14 điểm hoặc 14,5 điểm môn ngoại ngữ chưa nhân đôi thì sẽ có cơ hội đăng ký và dễ trúng tuyển vào đại học. Nếu với phổ điểm khối C, đỉnh phổ điểm ở mức 15 điểm nhưng độ dốc phía điểm cao thoải hơn phía điểm thấp, chứng tỏ nhiều thí sinh đạt trên 15 điểm, do đó cơ hội cho các thí sinh đạt 15 điểm đăng ký vào đại học khối C là không cao. Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, đội tuyển quốc gia Việt Nam dự thi Olympic sinh học quốc tế lần thứ 35 năm nay tại Kazakhstan đã giành 3 huy chương vàng và 1 huy chương bạc. Như vậy, cả 4 học sinh dự thi đều đạt huy chương, trong đó em Đặng Tuấn Anh, học sinh lớp 12 chuyên sinh trường Trung học phổ thông Chu Văn An Hà Nội, đạt huy chương vàng với số điểm cao, đã góp phần đem lại thành tích cho đội tuyển Việt Nam giành vị trí thứ 3 trên 81 quốc gia và vùng lãnh thổ tham dự kỳ thi năm nay. Trong thời gian từ ngày 26 tháng 7 đến 11 tháng 8 tới, tất cả các vận động viên đều đang trong quá trình tập huấn, hoàn thiện những bước chuẩn bị cuối cùng hướng đến giải đấu. Olympic Paris mùa hè năm nay là lần đầu tiên tay vợt trẻ của cầu lông Việt Nam Lê Đức Phát tham dự. Ở đấu trường lớn nhất thế giới, quy tụ những tay vợt hàng đầu, Lê Đức Phát đang nỗ lực tập luyện với giáo án, ban huấn luyện và chuyên gia người Indonesia trong hơn một tháng qua tại Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh. Còn với môn judo tại Việt Nam là võ sĩ Hoàng Thị Tình cũng đang nỗ lực tập luyện theo giáo án sát với điều kiện thực tế tại Olympic, chẳng hạn như lịch tập luyện được điều chỉnh theo múi giờ châu Âu, tức là tập vào chiều và tối thay vì buổi sáng như thông thường. Dự kiến sau lễ xuất quân vào ngày 17 tháng 7, các đội tuyển sẽ lên đường di chuyển đến Paris, Pháp. Thời điểm lễ khai mạc Thế vận hội đã cận kề, các tuyển thủ vẫn đang nỗ lực tập luyện theo giáo án chương trình đặc biệt. Tất cả đều tập trung sẵn sàng hướng đến mục tiêu có huy chương tại đấu trường lớn nhất thế giới năm nay.